Chào buổi sáng nghe nha. Thì sáng nay tiếp tục mình xem gắn cái nhà. Thì cái nhà thấy kênh mình hay thì cho mình xin một đăng ký, một lượt chia sẻ nghe ha. Cả nhà hôm nay theo chân mình để xem mình thành quả những ngày hôm nay của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà của mình đã ủng hộ mình, kênh của mình trong thời gian qua nha. Cả nhà mình có mua vật phẩm của gừng thì liên hệ mình comment dưới nghe, mình sẽ trả lời nhắc cả nhà ha. Thì giờ mình sẽ xem cái tiếp theo nha. Mình có dính gì không nè. Chà nặng dữ rồi. Ủa. Mấy ký đây. Trời ơi trời. Trời ơi một con không quá. Hai con ở nhà ơi. Ôi ôi khủng khiếp. Nhà thấy là một bành không? Ghê không? Ôi tưởng là một con là ngon rồi. Có 2 ký với cả nhà ơi. Hai con luôn. Ừ tháng này tháng bắt cặp nè, con vàng chắc cái kìa, hay kìa. Không khiếp không? Ui một bạnh luôn. Rồi có trứng luôn. Nè con cái nè, cái đít nè. Mình chỉ vô này nè. 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 Cái nhà thấy không? Nè. Cái đuôi này nhỏ nè không? Mà cái này nó phình lên nè. Con này có cái, con này con cái nè có trứng chắc luôn. Ui sáng sớm. Khai trường hai em. Lập luôn. Một em là ngon đấy nha. Em phải 2 ký. Đây thì hai con này là mình không bắt tay nha. Tại vì nó nằm hai con nha. Thì khui lỏng. Khui lỏng nó chạy qua chứ hai con bắt không kịp nha. Con vàng này có ký mấy con đèn nữa hả? Đây là cho cô, cả nhà có cô vàng nha. Đây con vàng này nha, con vàng này có trứng vàng cái rồi mình gọi thôi. Giờ là có trứng xiềng luôn. Giờ dàn cái kìa. Hai em. Thấy không? 2 ký kìa. Rồi. Cô chuột đặt lại luôn nha. Bích lụp cả nhà ơi. Nhà thấy không không? 1 ký mấy. Nước mà hên chưa chết. Quá phê nha. Quá im quá im. Lớn quá trời. Dạ. Còn phải từng 1 ký 2. Hay là đây nha, hồi nãy. Còn nó bự. Con này cãi luôn. Quá khứ nha nè, nghe thấy không? Đó, quá khứ rồi. Nên người lớn nha. Con này vô lâu. Quá đại nha. Chứng không? Hai
lại luôn cả nhà. Định cuốn về nè cả nhà. Cuốn về lên con hành nữa nha. Đặt tiếp. Ba đó nha. Chỗ này chắc còn ăn bự chắc luôn. Đó giờ mình chạy con nhỏ không? Thì có con nhỏ nó con bự đúng không nha. Rồi tiếp tục đặt lại thôi. Quả này nè. Hết nè. Cảm giác lạng này nè. Quá khủng. Tới công chuyện nè cả nhà ơi. À cái lỗ đó thấy không? Mình đi nè, đó. Xe chạy nè. Trời ơi. Đã bị lạng cả nhà ơi. Đã. Xe mà nha. Xuống. Con này mình bắt ra luôn nha cả nhà, chứ mình không có quay cho cả nhà coi nha. Thầy nghe này gần lỗ á. Quá 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 phê cả nhà. Ngày làm mình hai ba con vậy là thấy đã. Lùm anh em ơi, quá giặt lên hàng luôn, khủng luôn, đứt tại lưới luôn. Dữ quá giặt anh em ơi. Ủa nó bự. 3 ký, gần 3 ký nha anh em. Buồn đã, mọi ơi. Mọi đã nè. Khói giặt anh em ơi. Để mình lấy cái dao. Cái dao. Dính hơi chuyện qua đậu rồi, con này táp đi mai nha anh em, không phải vẫn chơi nha. Xong đủ tiền hi. Quả giặt này mà ơi. Ui 2 ký 4, 2 ký rưỡi. Còn ghê quá nha. Quá im.